khoảng 20 ngàn đi mua cho anh cà gót, rồi khoai tây với thịt nạc để lên. Để chị gọi ai đi chợ tôi nè. Để tôi lấy vỏ sách rồi tôi ra. Đây. Bây giờ Sen Đá là ông hàng xóm thành chị em ruột thân thiết rồi đó. Đi đâu cũng ngủ ghê, nắm tay nhau đi chung hết. Rồi bây giờ ở nhà tôi sẽ nấu cơm, nhưng mà bữa nay hơi đặc biệt chút xíu là tôi nấu cơm với nước tương. Cái món này thì mọi người cũng do gạo như bình thường thôi, nhưng mà mọi người cần thêm một công đoạn là chuẩn bị nước tương với lại dầu ăn để sau khi mình do xong mình gửi lên nha. Không biết có ăn được hay không nhưng mà tôi làm thử cho mọi người coi, biết đâu kết quả bất ngờ. Rồi bây giờ mình đổ thêm nước vô nữa là xong, mực nước cũng như bình thường luôn, hơn nữa lóng tay xíu là được. Cuối cùng là ghim điện bấm nút nữa là xong. Rồi bây giờ tôi cho mọi người coi đồ vật nha. Đó, ai phái nuôi đi, quậy cỡ đó đó. Mà Sen Đá đi chợ gì lâu quá trời ta. Chờ 2 tuần rồi kêu không phải tuần gì đâu. Tí nữa. Ghê lắm. Rồi bây giờ cuối cùng Sen Đá cũng đi chợ và mua nguyên liệu về cho tôi. Đây là nguyên liệu sau khi mình sơ chế. Thịt heo thì mình sắc kiểu vậy nha mọi người, vuông vuông như bò lúc lắc vậy đó. Cứ ướp vô muỗng tiêu, muỗng cà phê hạt nêm, chứ hành nữa rồi để qua một bên. Cà gót với lại khoai tây tôi sắc rồi, nhưng mà chỉ cho mọi người nè, cắt theo kiểu hạt lựu vậy nha. Khoai tây cũng y như vậy luôn. Rồi sau đó mình chuẩn bị thêm củ hành tím nữa. Rồi bây giờ thịt nó cũng thấm đều gia vị, mình bắt cái chảo dầu lên cho thịt xào. Xào tới khi nào thịt săn với trắng lại vậy là mình cho rau củ vô nha. Rồi bây giờ đảo qua đảo lại tầm khoảng 3 phút, mình tiếp tục cho nước vô nữa. Lấy mực nước thì vừa ngập là được. Cuối cùng là mình cho cà ri vô không cần nêm nếm gì nha mọi người. Đậy nắp lại tầm khoảng 10 15 phút. Lúc này cơm nó cũng chín rồi nè. Đó là hồi nãy mình có cho dầu vô nên bây giờ có hộp cơm nó bóng lưỡng nhìn ngon cực kỳ. Cái mùi nước tương sau khi mọi người nấu xong nó chuyển hóa rất là thơm luôn. Cho vô cái chén đó mình ép lại, mình tạo hình giống vậy nè. Rồi bây giờ curry thịt của mình cũng chín luôn. Thiệt tình tôi không biết tôi hay hay là cái món ăn nó làm theo công thức này nó ngon nữa. Nó thơm mà tới nỗi banh luôn cái nhà luôn á. Bây giờ mình múc mình cho lên cơm nữa là xong. Cái món này đối với người Việt Nam của mình á cực kỳ lạ, nhưng mọi người sợ ngán đúng không? Chị Hai ăn cơm với em. Chị Hai ăn cơm với em. Ủa gọi vụ gì ăn mà ngủ ghê qua nữa trời. Cái vị trí đó của tôi mà. Rồi chị hai nhìn cái mặt của con nhỏ này tôi cũng không tin tưởng cho lắm. Mà Sen Đá phái chơi tôi cho chơi á chứ, kệ đi. Nhưng mà tôi long trọng thông báo cho mọi người một tin, cái món này nó ngon xuất sắc. Lúc đầu làm tưởng ăn không được không à.